Chào các bạn, hiện tại mình đang có mặt ở Lan Ông Bà Chiểu. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tham quan ở đây xem như thế nào nhé. Lan Ông Bà Chiểu nằm giữa bốn con đường Đinh Tiên Hoàng, Phan Đăng Lưu, Trịnh Hoài Đức và Vũ Tùng. Lan Ông hay còn được gọi là Lan Ông Bà Chiểu vì nằm ở khu vực chợ Bà Chiểu, có tên chữ là Thượng Công Miếu. Đây là khu đền và mộ của Tả Quân Lê Văn Duyệt năm 1764 và mất năm 1832. Lăng nằm kế bên khu chợ Bà Chiểu nên mỗi khi nhắc đến, người ta hay nghĩ đến là Lăng Ông. Rất nhiều người nơi khác thường nhầm đây là Lăng Ông. Ông và bà tên là Chiểu, nhưng thật ra không phải vậy. Đây là lăng thờ ông Lê Văn Duyệt. Do cái lệ kiêng cử tên, không biết từ lúc nào thì người dân đã ghép hai từ Lăng Ông với hai từ Bà Chiểu để tả khu lăng của Tả Quân Lê Văn Duyệt. Khu lăng mộ một khoảng sân rộng đến khu vực Thượng Công Linh Miếu đó, thì nơi diễn ra các sinh hoạt tín ngưỡng của người của nhân dân trong việc thờ cúng Tả Quân Lê Văn Duyệt. Bố cục của miếu bao gồm là tiền điện, trung điện và chính điện. Mỗi gian điện thờ cách nhau bằng một khoảng sân lộ thiên, gọi là sân thiên tĩnh, hoặc là giếng trời đó. Đối xứng với hai bên trục nhà chính là hai dãy Đông Lan và Tây Lan. Công trình mang dấu ấn của lối kiến trúc miếu thờ nhà Nguyễn. Năm tại lăng đều có tổ chức lễ giỗ Tả Quân Lê Văn Duyệt rất là long trọng vào các ngày 29 hoặc 30 tháng 7, hoặc là mùng 1 và mùng 2 tháng 8 âm lịch. Số người đến dự hội thì rất là đông, không chỉ những người địa phương mà cả các khách ở tỉnh xa cũng về dự hội. Trong đó đa số thường là người Hoa, bởi họ đến dâng hương để tạ ơn đây là một vị phúc thần. Vì lúc sinh thời khi làm tổng trấn Gia Định, ông đã có những chính sách chủ trương nâng đỡ, tạo điều kiện cho cộng đồng người Hoa phát triển ngành nghề cũng như an cư lập nghiệp trên quê hương thứ hai của họ.